D&D Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer, mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com. Hạ Vi xin kính chào quý vị. Hạ Vi xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga. Chị Thủy đã có cái nhã ý là mời Hạ Vi lên đây để quay chương trình Music Box. Lẽ ra là Hạ Vi và anh Tuấn Vũ đã hát trong mấy chương trình trước rồi, nhưng mà chắc là anh Tuấn Vũ bị kẹt gì đó, cho nên là hôm nay tụi em mới có mặt ở nơi đây để hát cho nhau nghe và gặp gỡ quý vị và hát cho quý vị nghe. Trong cái mùa dịch Covid này mà Trung tâm Thúy Nga đã tạo ra một cái sân chơi như vậy cho anh chị em nghệ sĩ mình như vậy là rất là ý nghĩa. Tại vì ngay cả là anh Vũ với lại Hương Thủy với Hạ Vi nè, ở gần nhau như vậy nhưng mà mình đâu có gặp nhau đâu, phải không anh? Phải có cơ hội này thì anh em mình mới ngồi đây tâm tình và gặp gỡ quý vị, tâm tình quý vị để cho quý vị không có quên mình. Dạ yeah, đúng rồi. Ủa mà sao em có mặt đây vậy ta? và để, thôi thì mình nói cho quý vị nghe luôn. Dạ là lúc đầu đó là chị Thủy mới nói với Hạ Vi là chị muốn mời cái chương trình này em với anh Tuấn Vũ, nhưng mà chị Thủy hỏi Hạ Vi là em có yêu cầu một ca sĩ nào nữa không, thì Hạ Vi mới nghĩ là Hạ Vi yêu cầu Hương Thủy, tại vì Hương Thủy với Hạ Vi là có những cái nhiều kỷ niệm và có liên quan với nhau, có liên quan. Hạ Vi với lại Hương Thủy cũng có nhiều bài hát chung với nhau, múa rồi này nọ nha. Thì Hạ Vi nghĩ là mời Hương Thủy tới đây thì sẽ có những cái tâm tình vui ha Hương Thủy ha. Hạ Vi nghĩ là mời Hương Thủy đến đây thì sẽ có nhiều điều để mà kể cho quý vị khán giả nghe, khơi cho khán giả biết bí mật của chị Hạ Vi. Là quý vị ơi, lâu lắm rồi, coi như là hầu như là 5-6 tháng nay rồi đó, là Hương Thủy mới gặp được chị Hạ Vi và anh Tuấn Vũ, mà đặc biệt là trong cái chương trình Music Box mà của Trung tâm Thúy Nga đã cho cơ hội hai người mà em được ké vô đây rồi, em quá hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ anh Tuấn Vũ phải nói vài điều cho quý vị nghe đi chứ. Ok. Dạ, mấy tháng nay thì Tuấn Vũ cũng có, Hạ Vi cũng có nhã ý mời Tuấn Vũ đi lên cái show Anh Em Chung. Thì bên Thúy Nga cũng như là cũng có cái ý đó, nhưng mà Tuấn Vũ không có rảnh cái giờ đó, ngày đó, thành nửa bữa nay mới gặp. Thành nửa là vì cái chỗ đó là cho Tuấn Vũ xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga gửi đến quý vị lời chào thương yêu nhất. Và để mở đầu là xin mời quý vị hãy nghe một nhạc phẩm Hãy Quên Nhau. Okay. Hãy Quên Nhau chứ cái đó là bài hát, nhưng mà Tuấn Vũ với quý vị không có quên đâu. Để xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Quên Nhau, nhạc và lời của Phương Kim. Xin mời quý vị thưởng thức. Dạ, xin mời. Dạ. Đêm bao la vàng đốt thư tình cuối, với mây trời xa dìu bước em đi, nước mắt kìm theo sóng dìu phân ly, lỡ mê lùa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng em qua, tiễn nhau ngày vui dấu lệ thương đau, để duy
duyên tình mới đẹp như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời, khổ đau câm nín rồi, nghẹn ngào trong tim. Nào đâu có mau lâu, giờ sao đã u sầu. Những ngày tháng mong xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên. Có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Mong xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên. Có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Cái chương trình này thì Hương Thủy có nói với Hạ Vi là chị Hạ Vi ơi, chị nên lựa một cái bài nào mà nó thật là lạ, thật là đặc biệt, chị chưa bao giờ trình diễn trên video. Thì Hạ Vi mới suy nghĩ, ồ, hay là mình kiếm một cái bài nào mà nó vui vui tí xíu. Cho nên là Hạ Vi mới chọn cái bài dân ca, mà cái bài dân ca Nam Bộ nên nó cũng vui vui. Khi mà lựa bài đó thì cũng suy nghĩ, không biết là lựa bài này bài kia cũng thay đổi. Nhưng mà thay đổi lửa tới lời lui. Cái chị Thủy Merito mới nói chứ, làm cái gì thì làm, nhưng mà phải có bài Lý Trái Mướp trong này nha. Cho nên là bây giờ là Hạ Vi xin được gửi tặng đến quý vị bài hát Lý Trái Mướp, dân ca Nam Bộ. Rồi, Lý Trái Mướp chị Hạ Vi. Qua
về gặp biết chào, biết chào biết chào làm sao, biết chào biết chào làm sao. Bơ chàng ơi có giờ chưa giúp tình thương, xanh xanh dây mướp mướp leo sao, treo leo rào leo rào leo rào, người dân kia mà mới gặp ha, gặp là gặp biết chào, biết chào biết chào làm sao, biết chào biết chào làm sao. Dở chưa em? Dạ, giúp chứ. Tình thương thiệt là dễ thương, là dễ em trở về tuổi thơ. Chị hát bài này cái làm em tỉnh nãy giờ, là chị biết vì sao không? Em ngồi em nghĩ nói tại sao mà chị Vi chỉ nhiều tài như vậy. Anh Vũ thấy không? Đúng hát rồi. Dân, hát nhạc dân ca, rồi hát nhạc tình, nhạc trẻ, rồi nhạc bolero, rồi bây giờ thêm một cái bài hát dân ca rất dễ thương để giới thiệu tới tất cả quý vị khán giả. Mà đặc biệt là em nghĩ là nhiều quý vị sẽ biết tới cái bài Lý Trái Mướp này. Hát hay mà còn nhiều tài nữa. Yeah. Trời ơi, khen nhiều là em mất cỡ quá, nhưng mà em chít. Yeah. Okay. Em biết tại sao là chị Thủy Merito là yêu cầu rồi, tại vì bài này rất dễ thương mà nó vô với cái con người của chị mà phải giới thiệu, phải không Tuấn Vũ ha? Chắc cái bài này nó vui vui đó, cho nó chương trình nó vui vui, hát chứ mướp thèm mướp quá. Thèm mướp. Vậy thôi, Hà Vy hứa nha, chiều nay khi mà mình quay cái này xong á, em hứa là sẽ nấu một nồi canh mướp thật là to, mời anh Tuấn Vũ, Hương Thủy và ban nhạc luôn tới nhà em. Rồi, okay. Canh mướp, canh mướp. Rồi. Anh nãy giờ anh chưa nói gì hết trơn á, anh nói gì rồi cho quý vị khán giả trong mấy tháng nay coi. Nói đi anh. Thôi bây giờ anh thì anh hát đơn rồi, mình hát cũng hình như là anh với em á là chưa có cái dịp để hát song ca phải không mày mà. Em chưa bao giờ, quý vị biết không, Hương Thủy chưa bao giờ được có cơ hội mà hát chung với anh Tuấn Vũ, mặc dù là chút xíu xíu gì là anh biết không. Em là nghe anh rồi trong khi đó là bây giờ qua đây có nhiều dịp đi show nhưng mà không bao giờ được hát. Kỳ này thì em xin phép quý vị, xin chị là phải nghe lại hát liền, tại em đang rất là nóng ruột để hát chung với anh bài hát này. Em chọn bài nào, em thích bài nào? Nhiều bài muốn hát lắm, thôi bây giờ anh giới thiệu đi. Em thấy bài nào nó có nhiều bài, bài thí dụ đôi ngã chia ly hay là đừng nói xa nhau hay là những cái bài gì em, anh nghĩ là em, anh với em hợp cái bài là coi nhớ nhau hoài được không, nhớ nhau hoài ha. Ừ, được không? Bài đó hay. Okay. Đó. Yeah, bài hay ha. Được ha. Ok và sau đây mời quý vị nghe em nhạc một nhạc phẩm Nhớ Nhau Hoài của anh Việt Thu, và xin mời quý vị thưởng thức. Cho một tràng vỗ tay đi. Thank you.
quên không ai. Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nước nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới dần hơn. Vì mình xa xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân anh hay. Vũ, quý vị biết không là nói hát bolero nói thấy dễ mà không có dễ. Trời, em hát với anh mà nãy giờ vừa rung nè, mà vừa nhịp nhàng nè. Tại vì quý vị biết không, cái bolero nói thì thấy tưởng dễ, nhưng mà nếu mà hát hay mà để đứng vững trong lòng khán giả không phải là một điều dễ. Cho nên là em rất là ngưỡng mộ những cô chú anh chị đã từng hát nhạc này, từ phát âm cho tới hồn vía, nãy giờ hồn vía bay mất tiêu luôn. Mà em rung anh cũng rung nữa, biết rung cái gì không? Anh sợ quên lời. em cũng vậy, mà lần đầu tiên hát với anh, quý vị biết không, là trời, Hương Thủy mồ hôi là vừa hồi hộp mừng vui, mà chị biết không, mà vừa không biết hát làm sao một cái cây coi như bolero mà vàng từ đầu tới cuối, coi như là không
mình mới an ủi em ơi. Mà anh với em hát mà anh nghe anh nhìn xuống anh thấy khán giả vỗ tay nhiều lắm, vỗ tay. Có em ngồi đây em vỗ tay nè. Thôi. Vỗ quá trời luôn. Thôi lâu lâu cho em ké một bài gì được rồi. Dạ, bây giờ tới ai ha? Không, trước khi hát là anh phải nói gì đi. Tại quý vị biết không, chị Vi biết không, anh Vũ lúc nào cũng đi ra làm những cái điều mà vui cho anh em nghệ sĩ hay bất cứ một cái nơi nào đó. Ảnh có nhiều cái chuyện vui nè, rồi nhiều cái mà để nói cho mọi người mà cảm thấy hạnh phúc trong cái cuộc sống đó. Nhưng mà đặc biệt là anh chị có cái gì kỷ niệm kể cho quý vị nghe luôn. Có, anh cũng có cái có nhiều kỷ niệm, cũng giống như cái bài vừa rồi anh hát là Hãy Quên Nhau đó. Anh hát xong anh xuống với khán giả rồi cái anh bán mấy cái gì cái CD của anh đó, là hai vợ chồng nói trời ơi nghe chú hát hay quá, hát bao nhiêu lô mà hát hay quá. Cái bà vợ nói ok ở lại trước, về trước nhà Trường Vũ. Tôi nói ủa sao gì kỳ, sao kỳ vậy? Tôi cái ông đấy, cái này là Tuấn Vũ bà. Em cũng bị lộn hoài. Lộn thấy không quý vị, chị mình, thấy không mình đi hát có nhiều câu chuyện vui anh ha. Mà thường thường là Hạ Vi đi hát ở ngoài, quý vị khán giả hay yêu cầu những cái bài mà mấy cái bài mà buồn lắm, cái kiểu mà giống như là gái nhà nghèo rồi khi không anh lại ngánh mặt làm ngơ, mấy cái bài mà nó tội tình, cái kiểu rất là nghe nó tội nghiệp lắm. Mà không biết là nhìn em có thấy tội nghiệp không vậy anh Vũ? Hả? Hoa lá tươi hả? Nhưng mà sao thích hát mấy bài buồn không vậy? Hoa lá nó nồng nở, tươi. Mà anh chị chắc nhiều bài hát kỷ niệm lắm ha? Dạ, hai anh em đi. Trên Thúy Nga, có không? Có. Em với anh có nhiều kỷ niệm chứ. Ừ. Nhất là cái bài Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Là bài đó là mình được khán giả yêu cầu rất là nhiều. Anh có biết là bao nhiêu view ở trên kênh YouTube không? Thì biết chứ, cũng khoảng mấy triệu em ha. Dạ, mấy triệu view. Mấy triệu view. Dạ, bài Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Rồi sau đó là bài... Cái gì nghèo? Mà Trên Thúy Nga hết hả chị? Trên Thúy Nga, bài Tình Nghèo Có Nhau. Tình Nghèo Có Nhau, nhưng mà cái... Nhưng mà sau cái bài Tình Nghèo Có Nhau thì view lại ít hơn cái bài kia. Là tại vì em biết sao, đáng lẽ là mình phải bận đồ sáng sủa. Phải bận đồ nghèo nghèo hơn tí xíu nữa không? Nghèo quá nha, mà đeo cậu xin chuyện bự cho bá rồi không xoài đúng lúc. Cho nên là nhạc nghèo là phải mặc đồ nghèo nữa chưa? Lần sau mà nó hát bài nghèo, anh với em tả tơi đâu mới được. Tả tơi chứ. Bật áo tả tơi đâu mới được. Giống như phải cái bàn đó. Thiệt tình đó. Thì bây giờ đến ai đây? Anh Hương Thủy với anh Tuấn Vũ rồi. Giờ tới chị ha, sao? nếu mà đã xong ca đơn ca rồi, bây giờ để Vi hát trước rồi mình mới tam ca hóa được không ha? Bây giờ cho tụi em ngồi suy nghĩ bài rồi. Ha. Anh Vũ ơi, anh có cái gì bật mí cho tụi em biết tại sao dạo này thấy anh trẻ mà đẹp trai mà ốm quá vậy? Anh ăn chay. Thì anh cũng ăn tập thể dục, cũng ăn chay hàng ngày đó. Ăn chay mà. Ăn chay mà ăn chay gì? Thì ăn chay mà dịch nấu chao đó. Hả? Trời. Anh phá hoài. Ăn chay mà dịch nấu chao. Ừ, thì miễn sao có chao. Không, mà phải nói công nhận đó. Lâu lắm rồi nhìn anh cũng trẻ mà ốm gọn mà hát hay đó. Mà đâu phải mình không nói đâu, nhiều người nói vậy mà. Phá vậy. Chia sẻ cho em Út rồi biết chứ làm gì mà giấu giấu quá vậy anh. Đâu có gì đâu, giấu giấu gì đâu. Lâu lâu anh em mình gặp lại anh rất là vui. Ok. Ừ. Bây giờ mình có cái gì để làm kỷ niệm em ha. Ví dụ như là bây giờ mình hát đơn rồi, xong rồi. Bây giờ anh nghĩ rằng tụi anh với hai đứa em hát một cái liên khúc đi. Thì giờ anh sẽ chọn bài Thành Phố Sau Lưng, nhạc và lời của Hàng Châu. Thôi khoan, bây giờ khoan hát đi. Nãy giờ là mình nghe hát nhiều rồi. Lâu lâu mới được ngồi chung với anh với chị Hạ Vi nè. Thì em muốn anh nói chuyện nhiều hơn. Anh với chị Hạ Vi phải kể cho quý vị nghe rồi xong hát. Chứ bây giờ là mà mình hát liền là không có được. Em không chịu. Bây giờ hai em có cái chuyện gì kể cho anh nghe đi. Hai em á. Chị Vi, có gì vui. Em thấy trên Facebook của chị đó là chụp hình rất là nhiều đồ ăn mà chính tay chị nấu. Thì bây giờ chị đã nấu được bao nhiêu món rồi? Thật sự đó là Hạ Vi không có biết nấu ăn đâu. Dở về vấn đề nấu ăn lắm. Nhưng mà do cái mùa dịch thì mình không có đi hát. Mình cũng đâu đi ra ngoài được đâu anh Vũ. Cho nên là ở nhà thì mình phải tự
nấu ăn thôi, cho nên là lâu lâu cứ post lên trên Facebook này. Nhưng mà em có khoe tí xíu vậy thôi. Nhưng mà em nấu cái đó là em tự giao cho người ta, hay là thí dụ anh muốn ăn cái món đó anh gọi em là sao? Dạ, hay là sao? Dạ không, em nấu cho gia đình em ăn, mà nếu mà anh muốn thì anh gọi phone cho em thì em cũng sẽ làm một cái. Là cũng như là em nấu cho gia đình em ăn. Dạ. Mà anh là cái người chỉ dòm thôi. Không, nếu mà anh muốn thì anh gọi em là em sẽ sẵn sàng làm cho anh một to go, cho anh một cái chị một Vi, cái son nhỏ nhỏ. Anh Vũ anh với bộ anh hỏi gì thôi chứ anh nấu ăn rất là ngon. Tại vì em đã thưởng thức chỗ tài nấu của anh rồi. Đó là anh nấu rất là ngon. Cho nên là chị đừng có nghe anh nói, em chị xê với quý vị thôi. Anh giả bộ nói vậy để cho mình khen không, anh đó mà. Thị nó đúng. Dạ. Anh nấu rất là ngon. Ăn ngon không em? Ngon. Nhưng mà không chịu trả tiền. Phải trả tiền mới nói. Phá hoài. Được rồi. Em sẽ trả tiền cho anh. Nội ngồi hát với anh gì là đủ tiền rồi. Bao nhiêu cũng được hết trơn trời. Thôi giờ mình hát đi ha. Ừ, nhớ khán giả quá rồi, thôi giờ hát đi. Bây giờ mình hát. Bây giờ mình ba anh em mình chọn, anh chọn một bài rồi em chọn bài. Thế là hai em chọn mỗi người một bài. Thì vì với anh đó mình chọn qua cái điệu bolero nha. Dạ. Ok. Dạ. Với anh thì anh sẽ chọn bài Thành Phố Sau Lưng, nhạc và lời của Hàng Châu. Rồi tới em. Em sẽ hát bài Trăng Tàn Trên Hè Phố. Dạ, bài được hay á, bài được chưa? Yeah. Bài được á. Ừ. Thì Happy sẽ chọn bài Một Người Đi của nhạc sĩ Mai Châu. Ok, Thành Phố Sau Lưng rồi Trăng Tàn Trên Hè Phố, rồi một người đi. Được á. Okay. Nó có liên quan với nhau. Có liên quan á. Ok. Yeah. Rồi, mời quý vị cùng nghe. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng, men rượu say mềm. Tuổi thơ đi hoang, nghìn đêm chốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang phí sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi, đôi diện đây rồi. Từng đêm quê hương đàn bay súng nổ, hòa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị. Ngày nào đó tôi còn thèm ăn sáng thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ cùng ngàn người ánh mắt dài nhân. Nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngọt dịu nồng, giày số tôi đi hàng trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm có mặt. Giày số tôi đi hàng trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm có mặt. Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai bước về qua đường phố. Tôi lại gặp anh, giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ. Từ ngày anh vui lên đường lối gầy
anh hoa phượng thơm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng qua, anh chàng như hé cười sầu ngàn la. Tôi lại gặp anh, đường khuya vui bước nhỏ, kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ, ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Anh sống đời trai giữa núi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới. Mình chia tay, cầu mong anh chín tháng, ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay, rồi mai đây có về, qua cho tôi anh nhớ che bài thơ. Biệt ly sẽ xóa mờ, súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia. Thấm ướt vai gầy, mưa ra buốt con tim, mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài trên nhân ơi, xin anh chớ buồn trên nhân. Xin anh chớ buồn, người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa yêu anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chung mình, chưa với hết tâm tư. Đêm lá thu rơi, mười bốn thu tàn, tôi đã biết tên anh. Nay cách xa rồi, anh khoác chinh y, tôi còn ở lại đưa tiễn một người. Thành phố tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm, vì ngàn thương yêu anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng trên nhân ơi. Khi anh trở về trên nhân ơi,
trở về, người yêu ra mừng đón. Người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời. Người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời. Thật quá, hay quá. Mà tụi em chọn cũng hay á chứ, chọn hay á chứ. Ừ. Công nhận cái nhạc bolero nghe nó thấm, hoài nó thấm trong người. Càng nghe càng thấm. Kho tàng ha. Kho tàng. Kho tàng là bolero nhiều bài hay đúng quá. Rồi. Dạ. Nhưng mà nhưng mà em thì thường á là anh cũng thích nhạc nhiều lắm, nhưng mà ở miền Nam của mình á là thường thường nó cổ nhạc nhiều lắm em ha. Dạ đúng rồi, hầu như là cái nôi giọng cổ nó xuất xứ từ miền Nam. Mà hầu như là không phải gì riêng nghệ sĩ, mà những người mà dưới quê em á, họ đờn ca tài tử nè. Rồi có nhiều người ta đi ruộng về, người ta cũng có thể cầm cái đàn cổ người ta. Như là đó là một cái tập quán của cái vùng miền của quê miền Tây. Đặc biệt là nói chung là giọng cổ rồi nhạc dân ca, giống như chị Vi hồi nãy hát bài Lý. Bài Lý hồi nãy của chị Lý Chim Bướm. Mà em biết không, anh từ nhỏ tới lớn á, mà từ Sài Gòn mà đi vô tới miền Tây anh chưa đi bao giờ, thật sự. Dạ. Không, chưa đi. Mà em biết sao, anh một lần anh nhớ đó, anh mua mấy cái video á. Dạ. Họ nấu bánh xèo bông điên điển nè, phải không ha? Đúng rồi. Họ nấu canh chua bông điên điển, họ nấu làm cái gì ngon mà rất là thèm, cá lóc nướng chui nướng gì phải không ha? Đợi có gì liên quan đến miền Tây không? Miền Tây để em không dám hứa, nhưng mà nếu có dịp anh với chị Hà Vi mà có về Việt Nam đó, là em sẽ chèo xuồng nè, bơi xuồng nè ha. Rồi em sẽ nấu những cái món miền dân dã cho các anh các chị mình nói dùng. Nói chạy luôn miếng. Thiệt mà em chèo ghe hay lắm á nha. Rồi bơi xuồng rồi chống xào gì đó. Nhưng mà em ở quê em á là sanh tại Cần Thơ. Cần Thơ. Nhưng mà lúc 1 tuổi bắt đầu em về Vĩnh Long em sống luôn cho tới giờ. Như vậy là chèo thuyền giỏi nha. Em giỏi lắm luôn đó. Tại vì cái thuyền hạnh diện lắm. Nhắc miền Tây là Hà Vi cũng nhớ là hồi đó Hà Vi với lại Duy Trường cũng có hát một cái bài về miền Tây, bài Phiên Chợ Sông cũng rất là dễ thương. Mà lúc đó Trung Tâm Thiên Nga dàn dựng đẹp lắm, một cái giống như là một cái sóng biển nhấp nhô và rất là. Chị nhắc lại cái em mới nhớ là em kể cho anh chị nghe và quý vị cùng nghe là hồi trước đó, Hương Thủy mới vô Thúy Nga đó, thì chị Thủy mới nói là Hương Thủy đi về Việt Nam quay một cái bài ca cổ Tình Xuân. Nếu quý vị nào mà thương mến Hương Thủy thì phải biết bài hát đó. Mà vui lắm, thì anh đạo diễn á, là anh kêu là Hương Thủy phải biết Hương Thủy bơi xuồng thì kêu bơi xuồng luôn. Thì trong đó có 5-6 cái cô gái chèo chiếc xuồng theo Hương Thủy, mà trên đó là đầy hoa hết. Mà ông đạo diễn với mấy người trên sông là nói: ô cái cô này sao mà cổ chè bơi hay. Mà chị biết anh đạo diễn kêu thắng là em dứt cái dầm em thắng cái xuồng lại, còn mấy cô kia là chuyên nghiệp mỗi ngày mà cứ xuồng nó cứ đi tùm lum á. Còn em kêu thắng bên phải là em thắng bên trái là thắng bên trái, giống như mình quen rồi đó, cái chèo mỗi nhưng, ngày đúng đó rồi. Cho nên dạ. Nhưng mà tại em biết sao cái xuồng ở miền Tây là cái sóng nó phải êm, còn anh ở miền Trung là sóng nó lớn lắm, anh thử chèo xuồng với em là không được, chèo chân với cái thúng không chèo với thúng luôn em tròn vậy nè. Và nó có nhiều cái kỷ niệm lắm, thì nhắc tới miền Tây cái tự nhiên em thèm hát quá. Em phải giới thiệu quý vị, giới thiệu anh chị luôn. Bài hát này đó là Hương Thủy hồi lúc mà học trong trường sân khấu về môn cải lương đó, thì tất cả ai cũng phải biết bài hát này. Rồi sau này đó bắt đầu mới nhiều người về, giống như diễn cải lương rồi nhạc rồi chuyển thể nhiều. Nhưng mà bài hát này được công bố năm 1919 của nhạc sĩ Cao Văn Lậu. Và bài hát này đó xong rồi mới được cái giọng cổ của Việt Nam mình ra đời. Thì thôi em không, tại vì em cũng không dám nói nhiều, nhưng mà em cũng biết chút đỉnh khi mà em tìm hiểu qua cái bài hát này. Thì thôi sẵn cái ngày hôm nay em cũng muốn trở lại cái nguồn gốc của em và giới thiệu với quý vị khán giả luôn. Và anh chị cùng nghe bài hát Dạ Cổ Hoài Lang.
nghe nha. Cũng, em dạ nếu mà 1919 dạ. mà tới giờ 2020 cũng lâu lắm ha. Dạ. Lâu ok thì em hát thử cho. Mà bài này là viết trước đó nữa nhưng mà sau đó mới được công bố tại Bạc Liêu năm 1919. Mà nếu mà quý vị nào thương mến thì lên Google sẽ có rất là nhiều tài liệu về bài hát này và rất là thương lắm. Yeah. Khi mà nhạc sĩ viết ra bài hát này thì thôi Hưng Thủy không có dám mất thời gian, em hát liền nha, nôn nóng quá. Hát liền để nó nguội. Chị cũng nôn nghe quá. Dạ. Yeah. Là từ phú tướng bao kim sắc phong lên đàn vào ra luôn trong tình nhà nằm mơ canh mơ màng em luôn trong tình chàng ôi gan vàng quặn đau ý à. Dầu xa ông bướm xin đó đừng phụ nghĩa tào khang đêm luôn trong tình bạn ngày mỗi mòn như đá vòng phu vòng phu vòng luôn trong tình chàng lòng xin chớ phụ sum dày duyên sắc cầm đường lớp phai à. Là nguyện cho chàng hai chữ an bình an mau trở lại gia đàn cho em nhàn hiệp đôi ý. Đúng sẽ chưa em ơi, em tôi đúng như trường mà em chưa bao giờ hát anh không biết anh hỏi có đúng đó. Anh hỏi có đúng không hình dạ. Như là mình hát bài này mình phải có rượu uống phải không em, mà phải có không ta? Đúng là nếu mà hát tài tử dưới quê em thì thường thường là người ta hay có rượu đế rồi uống vô để mà ngân nga cái nhạc tài tử như vậy đó. Dạ đúng dạ. Rồi nhưng mà cái rượu đế với cái rượu tây này là hai cái nó khác nhau, em biết khác cái gì không? Hả? Khác gì anh? Khác là anh nghĩ là cái rượu tây á là phải mua, còn cái rượu đế là người ta mời tự ủ phải không? Tự ủ đúng không? Dạ. Hình như ủ bằng nếp không? Đúng dạ. Rồi. Nếp. Dạ. Có rượu nếp, có rượu gạo và rượu nếp nữa, cũng như tùy theo. Cho mà, nên, dạ. Mà anh, tại vì anh chưa có chứng kiến, nhưng mà tại vì anh coi video đó DVD đó, anh coi mà anh thèm lắm. Rồi nướng cá lóc cá gì ha, dạ. Bánh xèo đủ thứ món phải không? Nãy gì mà nói ăn chay nó bây giờ cá lóc đâu có. Thì Hương Thủy hứa với mình rồi đó, là có một dịp nào Hương Thủy sẽ đưa anh em mình về miền Tây. Dạ em sẽ đưa anh chị về, mà có dịp là em sẽ chèo xuồng chạy máy cu le gì tùm lum luôn cho anh chị đi nấu ăn luôn. Ừ, đã cái đó được ha. Dạ. Ừ. Mà lâu quá em có về lại chưa? Chắc chưa, cũng mới về phải không? Em dạ về em mỗi năm mà tới mùa Thanh Minh là em được về. Dạ. Mùa này thì mình không có được bay dạ, cho nên là thôi là cái mùa dịch chờ. Đúng rồi dạ. Phải chờ. Ừ, vậy thôi để anh em mình năm tới về. Dạ.
Chị Vi quyết định vậy nha. Chị Vi quê rủ... chị đâu vậy? Quê chị ở Nha Trang. Ồ. Nha Trang là tới Phan Thiết rồi mới tới Nha Trang. Ồ, anh ở Phan Thiết hả? Anh ở Phan Thiết. À, vậy cũng gần gần nhau. Gần đúng rồi. Đi ra cũng là gần. Đồng Hương đó. Đồng Hương. Chạy ra tí xíu. Xíu. Hay nãy giờ mấy anh em mình nói đi xa quá, em đi xa xa quá đó. Trở lại chương trình cho quý vị đi. Hà Vi nghĩ là em với anh Tuấn Vũ cho nên là ca. mình chưa có bài nào song ca. Song ca ừ. Thì anh thấy là cái giữa anh với em là hợp những cái bài hát mà thí dụ như của nhạc sĩ Châu Kỳ và Hồ Đình Phương hay của Trúc Phương. Dạ. Thì bây giờ anh chọn cái bài này, em nghĩ sao là Đừng Nói Xa Nhau của Châu Kỳ đi. Dạ thì anh muốn thì em chiều thôi. Ok. Ok. Dạ. Vậy là xin phép quý vị xin phép băng nhạc cho bài Đừng Nói Xa Nhau. Xin mời quý vị nghe. Dạ. Em cũng nghe luôn. Xa nhau cho mắt lệ hoen mờ, lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường dáng dở, mình đã reo neo nghe trước bể mưa. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đầm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng. Mấy khi yêu mà chắc được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thở em chẳng biết. Có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc em chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tim
nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Tội đồ vậy chứ, cản trở hai người á, nhìn nhau đắm đuối mà hát say sưa như vậy đó. Em là tội đồ. Em nhìn anh say đắm mà dạ, sao anh có nhìn em say đắm dễ chơi vậy anh Tuấn Vũ? Có, em thấy có hai người rất là trời ơi. Vậy cho em ngồi làm thinh hai hai này mình anh nhìn em rồi. Dạ. Bây giờ cho anh xin phép nhìn thử chút. Thấy chưa? Trời em thấy em địa qua địa lợi hai người hát say mê mà coi như cháy bỏng. Cháy bỏng. Dạ. Tại cái lời. Dạ. Tại cái lời em biết dạ. Cái lời viết cái lời của nhạc sĩ Châu Kỳ viết cái lời em thấy nó ướt át ha mà nó mặn nồng lắm dạ. Nghe phải ca phải thấm luôn. Quá hay quá hay. Thiệt tình là quá hay luôn. Em mới thấy là thật sự bolero là không phải dễ. Anh như nói hát mà. Bởi vì hát cái gì anh em với nhau hát trên sân khấu đừng nói xa nhau, nhưng mà đi ăn á mạnh ai lấy trả tiền. Rồi đó. Bắt đầu chịu phun châu Nhã Ngọc rồi, Nhã tiếp tục đi anh. Nói đi, anh nói chuyện rất là có duyên dáng luôn á. Thật sự là chị biết Hương Thủy lâu lắm rồi, nhưng mà cái lúc mà mình làm việc chung với nhau, múa với nhau cho những cái bài trong chương trình Paris by Night á, thì chị phát hiện ra một điều là em rất là dễ thương và em cũng có cái tài dí dỏm lắm anh ơi. Trời ơi, cũng hài dữ lắm. Thấy không? Thì mị nè, thước tha vậy thôi chứ mà đi cùng bên em á là thay đổi hẳn, yeah. Giống như là rất là men, rất là men, rất là đường tụi, ông. Rất là đường ông. Tụi em là đi có nhiều cơ hội là hát với nhau, chị với em hát nhiều bài mà phải không? Bài đầu tiên là chị hát bài Hoài Thu, rồi em Hình Ảnh Người Em Không Đợi, rồi sau đó là hai chị em mình Trăng Phương Nam nữa, rồi sau đó là Chèo Thuyền, nhiều lắm, bốn bài luôn. Và thì tụi em có cơ hội là đi mỗi lần tụi em tập đó, thì anh Vũ biết không, phải lái xe xa lên trên Hollywood, cho nên là cái đoạn đường rất là dài, cho nên là hai đứa rất là bà tám với nhau. Mà Thủy thì là rất là đờn ông, cho nên lúc nào cũng là lái xe chở em, cho nên là em đóng vai Thùy Mỹ luôn, Linon trên Thủy luôn. Hình như là Hạ Vi có hát trong những cái bài mưa trong Thúy Nga có không hả? Có chứ ha. Có mưa, cái bài gì về mưa, có treo dù cái gì có mà phải không? Bài đó chị hát với hình như Tâm Đoan hát bài mưa, còn em thì hát bài Những Đêm Dài Không Ngủ. Tại vì anh nghe anh coi hình như là Tâm Đoan hay em chứ, anh coi Hương Thủy anh thích cái bài mà Ru Nắng. Dạ. Anh coi nắng đã lắm, cái tường như ba mưa. đúng là Tâm Đoan, đúng rồi, mưa. Thật ra anh Vũ với quý vị khán giả biết là Hương Thủy được làm việc với chị là một người chị rất là siêng mà dễ thương, mà lúc nào cũng phát đồ ăn đói bụng là lôi ra là đầy đủ, giống như là má chuẩn bị đồ cho con mà đi Sài Gòn, đi Sài Gòn vậy đó, kiểu vậy đó. Rồi em thì là lúc nào cũng mạnh mẽ, là lúc nào cũng muốn giúp đỡ mọi người xung quanh. Rồi chị em có những cái làm việc rất là ăn ý với nhau, là tại vì chị Vi rất là siêng. Chị Vi lúc nào cũng em ơi là tập, chị rất là lo lắng cho bài và rất là siêng năng. Cho nên em rất là quý mà chị lúc nào cũng nhẹ nhàng. Còn em lên sân khấu em điệu vậy thôi chứ ngoài em rất là đàn ông. Là quý vị biết sao, anh biết sao? Tại hồi nhỏ nhà em có ba thằng con trai thêm em nữa, cho nên là cứ nhà con trai không mà, cho nên là không biết mình như thế nào luôn. Thì bây giờ lên đây cũng cảm ơn Trung Tâm Thúy Nga cho em áo dài dịu dàng rồi này kia dạ. Chứ nhà là em hùng hục em làm này làm kia, em rất là như là năng động chứ không có vậy. Thì làm việc với chị rồi rất là thương mến chị, không những có tài hiền lành là một người trong đảm đang này kia đó. Trời, khen nhiều quá. Khen nhiều quá. Nhỏ mũi, nhỏ mũi. Kệ đi. Nhưng mà chị chết. Hiền lành. Nhưng cũng cảm ơn chị đã như là nhắc nhở, cũng như thay vì là chương trình của anh chị không mà em được ngồi chung như vậy.
rất là cảm ơn chị. Trời ơi, cho nên là cảm ơn chị Thủy. Cảm ơn chị Thủy. Cảm ơn chị Thủy nữa là cho em được ngồi đây để có một kỷ niệm. Em không biết là sau này em có được có quà quà với chị có không, chứ tại bây giờ bên mình là một kho tàng coi như là nghệ sĩ hải ngoại, là những người hát nhạc bolero rất là nhiều mà rất là hay. Em là một trong những đứa mà coi như là sinh sau đẻ muộn rồi, không có được cơ hội mà hát mà ngồi như vậy là em là quá kỷ niệm rồi. Quá kỷ niệm, cho nên đúng là, rồi. Dạ, em quá hạnh phúc. Thì hy vọng là quý vị khán giả hãy ủng hộ thật nhiều trong cái kênh này đó, để mai mốt trung tâm biết mà cho em hát bolero tiếp thôi chứ. Được. View nhiều fan Thủy, view nhiều lên. Ok. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Khi nãy giờ mình nghe nhạc cũng rất là nhiều, rồi trước sau giờ mình cũng phải chia tay. Ok. Xin quý vị, Tuấn Vũ có chọn một bài hát mà hồi xưa là Tuấn Vũ nhờ bài này mà gần quý vị rất là nhiều. Xin mời quý vị thưởng thức bài Về Dưới Mái Nhà. Tụi em đồng ý không ạ? Dạ. Rồi.
là chia tay tự nhiên buồn khóc luôn. Khóc thì em thì trước sau mình cũng chia tay mà, thì tôi đến hát bài chia tay với em nha. Khi người yêu tôi té, tôi đứng tôi cười. Khi người yêu tôi khóc, tôi không biết chuyện gì. Phá quá. Hà Vi xin thay mặt cho anh Tuấn Vũ và Hương Thủy xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Music Box, và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong một cái chương trình sắp tới. Xin chào quý vị nha. Chào quý vị nha. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu nhớ thương vui không vui. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ đến đây. VND Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình, đặc biệt với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer. Mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com.